Rồi, ok, lo chờ anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta đeo một cái chì chân, cái tạ chân. Đó, ok ha. Cái chì chân mà một cách đúng nhất để chúng ta có thể tập luyện. Ok, tập trong thể thao chạy bộ cũng như là một số cái môn mà để chúng ta giúp cho chúng ta rèn luyện cái tay cái chân của chúng ta được nặng hơn, được nhanh hơn, nhanh nhẹn hơn ha, và rèn luyện thể lực của chúng ta ha. Rồi, ok, thì đây các bạn, ở trước mặt các bạn đây là hiện tại đang là cái cặp tạ chân cũng như là tạ tay. Đó, tay và chân thì chúng ta đeo cái nào cũng được, quan trọng cái tay của chúng ta, cái thể lực của chúng ta như thế nào. Ok, thì ở đây thì loại 1.5 kg một bên, ok, tổng là hai bên là 3 kg. Rồi, xíu nữa mình sẽ cho các bạn, mình sẽ đeo cái là 2 kg 3 kg luôn, đeo những cái lớn cho các bạn thấy ha. Thì trước tiên thì mình đeo 1.5 kg đây các bạn. Cái loại 1.5 kg thì bên mình đã bỏ cái tạ ở bên trong này rồi, đã bỏ cục kẽm bên trong cái tạ của chúng ta luôn rồi. Đây các bạn ha, chúng ta một khui ra nè, đã có sẵn trong này luôn. Khi mà các bạn nhận hàng thì chị sẽ được cầm 2 bịch như thế này nè. Đó, các bạn nhận hàng, ok chưa? Rồi, còn đối với loại 2 kg trở lên, mỗi bên 2 kg trở lên thì đã được để trong hộp này và đã mình để riêng ra, nó đỡ bị cấn cái sản phẩm của chúng ta. Về lại chúng ta gắn lại ha. Ok chưa? Rồi. Đây các bạn. Rồi bây giờ 1.5, bây giờ mình sẽ đeo thử. Thì trước khi các bạn đeo thì các bạn nhìn nè các bạn. Đây các bạn sẽ thấy cái chữ 1.5 kg ABG thương hiệu lúc nào nó cũng quay đầu lên. Đó, mình đừng có để ngược xuống thế này. Đó, chúng ta để thế này. Đó, bởi vì ở trên này là cái nắp. Đó, cái nắp của cái chì. Thì chúng ta đeo này thì nó sẽ rớt xuống này, ok. Còn nếu chúng ta đeo ngược cái này thì nó sẽ chảy luôn luôn, không? Được chưa? Nên chúng ta phải để ý nha. Đây, ok cho các bạn. Còn một số bạn hỏi mình, anh ơi đeo cái này ở bên trong cái chân được không? Trong cái quần được không? Thì mình lưu ý các bạn, nếu cái quần các bạn rộng to thì các bạn thoải mái đeo. Còn đối với các bạn tập mà những cái quần đeo quần tây hoặc là quần thể thao nhỏ thì chúng ta không thể nào mà nhét vào được ha. Ok. Thì cho nên khi các bạn tập luyện và mình cũng muốn khuyên các bạn rằng các bạn nên đeo bên ngoài cái quần rồi đi, để tại sao, hoặc là các bạn mang quần thể dục để tại sao, để chúng ta để bị cấn, bị đau chân ha. Ok, rồi đây chúng ta sẽ xỏ vào đây và chúng ta sẽ xiết cái theo cái lớp dây chung này lại các bạn. Cái đặc điểm đặc biệt của cái sản phẩm này đây các bạn, mình sẽ xiết hết cho các bạn xem ha. Đó, cái điểm đặc biệt của sản phẩm này là gì các bạn ha? Cái điểm này đặc biệt, nó là thật sự ra điểm đặc biệt của sản phẩm thì nó sẽ hơn nhau ở cái chỗ này, có dây chung này sẽ bó cái sản phẩm của chúng ta, thì khi mà chúng ta tập luyện chúng ta chạy nó sẽ không bị xúc xuống. Đó, cái một số cái sản phẩm ở trên thị trường thì chúng ta chạy một thời gian nó sẽ bị sọc sạch và nó bị rớt xuống, nó rất là khó chịu ha. Còn đối với sản phẩm này thì nó sẽ được bó như thế này luôn các bạn. Đó, ok không, đây là một bên ha. Rồi đó chưa. Còn ví dụ như trường hợp các bạn đeo tay thì như thế nào, thì các bạn sử dụng cái này cũng như vậy thôi, cũng đeo trên tay của chúng ta cũng sợ đưa vào tay đây, cùng với hướng lên như thế này, ok, đưa vào tay hướng lên như thế này, đó, và chúng ta sẽ xiết lại như thế này, đó, này, đó, ok không? Đó, và chúng ta cũng xiết lại như thế này, đó, ok chưa? Thì mình cũng khuyên các bạn rằng, thì các bạn tập luyện thì mình nghĩ các bạn sẽ nên đeo cái loại từ 2 kg mỗi bên 2 kg thì chúng ta sẽ sử dụng với chân, và từ những cái loại và từ 1.5 kg mỗi bên thì chúng ta sẽ sử dụng tay. Đó, từ 1.5 kg rồi từ 1 kg, 0.5 kg thì chúng ta sử dụng trên tay, còn dưới chân chúng ta nên sử dụng từ 2 kg trở lên. Thì nó thứ nhất, đây nó có độ khác nhau như thế nào đây các bạn. Đó, thì thực ra nhà sản xuất nó cũng sản xuất ra có thể các bạn đeo 1.5 kg dưới chân cũng được, nhưng mà đối với mình, theo mình thấy thì cái loại 2 kg này, ok, 2 kg nó sẽ to hơn, cái bảng nó to hơn và thiết kế của nó rộng hơn, cái dây này sẽ dài hơn thì chúng ta sẽ quấn dưới chân được chắc chắn hơn. Còn cái này chúng ta sẽ quấn dưới tay sẽ ok hơn rất là nhiều. Đây, và bây giờ mình cho các bạn xem cái loại 2 kg này các bạn. Đây, ở đây thì cái tạ trong này là mình chưa gắn tạ mua ha. Thì bây giờ mình đeo demo này để tốn thời gian các bạn nha. Đây, mình cũng giống như vậy các bạn, mình sẽ mở ra như thế này. Mở ra như thế này và chúng ta sẽ đeo vào chân như thế này. Ok không? Này, đó. Tại sao mình lại khuyên các bạn rằng là cái loại 2 kg thì chúng ta nên đeo chân? Thì bởi vì nó đây các bạn, và nhìn 2 kg thì chúng ta sẽ có rất 3 sợi này, đó, 3 sợi dây luôn, để chúng ta có thể siết cái chân của chúng ta lại ha. Đó, thì rất là tốt hơn ha. Đây, ở trên mình siết ở trên này, không, ở giữa mình siết xuống giữa này, đó, và dưới cùng mình sẽ siết cái cuối cùng ở dưới đây. Đây, mình sẽ xổ vào đây, quay lại đây và chúng ta siết, nó sẽ được chắc chắn hơn rất là nhiều. Đó, ở trong này chưa có tạ. Đó, thấy không các bạn không? Cái tay của chúng ta thì chỉ có 2 đường như này, chân thì 3 cái. Cái loại 2 kg trở lên thì nó sẽ như vậy. Ok chưa? Đó.
Ôi xin lỗi các bạn, cái này mình đeo ngược rồi nè. Xin lỗi các bạn ha, cái loại chân này mình đang đeo ngược ha. Rồi, phải quay cái đầu chữ ABG lên trên nè. Đấy, quay cái đầu chữ ABG lên trên nè, chữ 2kg lên trên nè. Đó. Chúng ta đeo nè, ok giờ thằng kia. Thấy nó chắc chắn hơn không? Ok chưa? Đây, chưa? Ok không? Đây, và chúng ta xếp cái giữa này. Đó. Ok không? Ok chưa? Đấy. Đó. Mỗi bên 2 kg thì chúng ta nên sử dụng chặt chân. Đó, 2 kg trở lên, 2 kg, 3 kg, 4 kg và 5 kg là tổng hai bên là 10 kg là nặng nhất. Đó. Còn đối với tay 1.5 kg, 1 kg, 0.5 kg. Đó, ok chưa? Là tổng là 3 kg là nặng nhất. Và giáp, áo giáp thể lực thì chúng ta có loại 15 kg và loại 20 kg. Ok. Nếu mà chúng ta full giáp, full đồ lên người chúng ta thì nó sẽ lên có thậm chí là lên 40 kg. Thì cái đó dư sức để chúng ta tập luyện rèn luyện cơ thể chúng ta ha. Rồi, ok. À, bạn nào quan tâm đến những sản phẩm này các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình với số điện thoại 0776768999 hoặc các bạn có thể tới số 70 đường D2 phường Tân Nhân Phú A thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh để đặt hàng, để mua hàng, sờ mó hàng và thử sản phẩm. Ok chưa? Rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye.